chào mừng mọi người đã đến với kênh hào tiger hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương hùng đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha thật sinh bá khí quy tắc của người lực lượng hoàn toàn chính xác có chút đặc thù rất cường đại chẳng qua bản thân thực lực quá yếu coi như như thế người như cũ không phải là đối thủ của ta nhìn xem huyền lập tại hư không cao gầy thân ảnh một thân chặt chẽ sườn xám hai viên châm vàng đem đầu tóc co lại phát tán khí tức không chỉ có bá đạo càng phẳng phất đại biểu cho mảnh này dưới không ý chí nhưng chính như hư thiên thái nhất lời nói tiêu nguyệt ly cho dù là phong ấn toàn giải khai thực lực của bản thân nàng vẫn là không cách nào cùng hư thiên thái nhất chống lại huống chi thời khắc này tiêu nguyệt ly dường như trở thành một người khác tính tình còn có tiếng nói đều phát sinh biến hóa tiêu viêm không biết tiêu nguyệt ly xảy ra chuyện gì chỉ nhớ rõ nàng cuối cùng nói nhất định phải tình hại nàng hẳn là trong cơ thể của nàng còn phong ấn không phải cái gì lực lượng mà là cái nào đó linh hồn nhìn xem bóng lưng này, rõ ràng là mình nữ nhi, lại làm cho tiêu viêm cảm thấy mười phần lạ lẫm, hoàn toàn biến thành người khác, ngông cuồng, một cái đệ ngũ trọng mà thôi, chưa có cho là ta nhìn không thấu được ngươi, đệ ngũ trọng là đế tâm, ngươi nhưng có, ngươi là đế sao, tư nguyệt ly băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra, lời vừa nói ra, chỉ thấy nguyên bản ngạo nghễ hư thiên thái nhất sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiển nhiên tiêu nguyệt ly lời nói đánh trúng nội tâm của hắn, sâu kiến, dám đối bản vương khẩu xuất của ngôn, cái này một cái chớp mắt, hư thiên thái nhất dường như liền phá phòng bởi vì tiêu nguyệt ly cho nên không biết là vô tình hay là cố ý nhưng chính là đâm trúng nội tâm của hắn hắn mặc dù tự dưng bản vương nhưng cũng chỉ là thái hư tiên vương thậm chí ra mặt giải quyết đẳng cấp này khác tranh đấu bản thân cái này liền không hợp với lẽ thường hiển nhiên là mang theo nhất định vũ nhục tính thời khắc này tiêu nguyệt ly hoặc là trùng hợp hoặc là chính là quan sát được như thế chi tiết mới có lần này mở miệng chọc giận hư thiên thái nhất hư thiên thái nhất đưa tay đầu ngón tay nhắm ngay tiêu nguyệt ly được vô hình ngưng tụ mắt thường thậm chí không cách nào trông thấy chỉ có thể phát giác được nguy cơ đánh tới chỉ thấy tiêu nguyệt ly đem lưỡi hái tử thần quét qua hắc mang như nguyệt lập tức trước người nổ tung làm nàng thân hình về sau có chút sức lui lại còn có thể đón lấy công kích của ta ngược lại là xem thường ngươi hư thiên thái nhất lộ ra kinh ngạc bản vương dù bây giờ thực lực còn chưa trưởng thành nhưng lại sau ngươi trước một bước có được đế tâm không có đế tâm đệ ngũ trọng còn kém xa lắm tiêu nguyệt ly thanh âm băng lãnh tiếp tục nói ha ha không có đế tâm lão tử vốn chính là vương thái hư vương liền để ngươi xem một chút bản vương có hay không đế tâm hư thiên thái nhất giữ tợn cuồng tiếu dường như không nghĩ tới vậy mà tại nơi này lại nhận như thế mỉm mai bớt nói nhiều lời muốn chiến liền chiến tại bản vương trong mắt ngươi cũng chẳng qua là sâu kiến thôi toàn thân tản ra lỗ mãng khí tức trách không được làm không được vương tiêu nguyệt ly nhàn nhạt, nhạt, mở miệng nàng mỗi chữ mỗi câu còn tại như kim nhọn mạnh mẽ đâm chúng hư thiên thái nhất tâm thần trong tay lưỡi hái tử thần giờ phút này ầm vang bộc phát phát ra phanh phanh thanh âm bốn phía hư vô lập tức biến ảo Điện ngục hỏa lan tràn ra đây chính là tiêu nguyệt ly tử thần lĩnh vực chỉ là cùng trước đó dường như có chỗ khác biệt trở nên càng thêm cường đại 18 tầng địa ngục bên trong đây là núi lửa địa ngục nhất thời hư thiên thái nhất trên người quần áo đều bốc cháy lên lập tức phảng phất cả người hắn đều đang thiêu đốt tiêu viêm có chút lui ra phía sau tại tiêu nguyệt ly cùng nó một trận chiến thời điểm hắn lại lần nữa muốn nếm thử đi mở ra dịch chuyển đại trận tất lại không biết thời khắc này tiêu nguyệt ly có thể hay không địch nhưng dưới mắt thủ đoạn đã vượt qua tiêu viêm nhận biết thủ đoạn như thế tin tức quả thật không giả, thần hy minh vương. Lão nhị để ta đến đây, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có bản vương khả năng giải quyết, hắn cũng không sai, hư giới, hư thiên thái nhất thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng lúc, đưa tay hướng về phía trước khẽ quét mà qua, lập tức chung quanh hắn trăm trượng, phảng phất ngăn cách ra, hình thành hắn thế giới, loại năng lực này, cùng hư lâm không gian tương tự, nhưng hiển nhiên, hư thiên thái nhất muốn càng cường đại hơn, hình thành không gian mặc dù không lớn, nhưng ở hắn không gian bên trong, liền có lực lượng tuyệt đối nó trên thân thiêu đốt địa ngục hòa lập tức từ từ tiêu tán tiêu nguyệt ly sắc mặt ngưng trọng tiến bộ quá chậm nếu là đệ tam trọng bản vương liền cũng có thể chém hắn toàn bộ lực lượng phóng thích mới miễn cưỡng đạt tới đệ nhị trọng thật sự là quá yếu tiêu nguyệt ly vậy mà tại ghép bỏ mình giới sụp đổ hư thiên thái nhất quát nó trăm trượng hư giới bỗng nhiên khoách tán ra nháy mắt đem tiêu nguyệt ly từ thần lĩnh vực cho sinh sôi phá mất người năng lực rất mạnh nhưng bản thân quá yếu bản vương nói qua như mạnh hơn một chút hoàn toàn chính xác có thể cùng bản vương một trận chiến nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể một trận chiến bại vẫn như cũ là ngươi tư nguyệt ly chưa từng nói chuyện chỉ là nâng lên lưỡi hái tử thần trên hư không nhẹ nhàng điểm một cái hư thiên thái nhất lập tức liền tựa như bị rút ra linh hồn chuyển đến to lớn đau đớn đây là người kiếp trước đau nhất thời khắc thật tốt hưởng thụ đi phốc phốc hư thiên thái nhất há miệng phun ra máu tươi ánh mắt lộ ra ngưng trọng thật mạnh thủ đoạn đây chính là luân hồi lực lượng sao như thế quy tắc xác thực cường đại thật là khiến người rất muốn có được hư thiên thái nhất mặc dù mặt mày dữ tợn giờ phút này toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức rõ ràng không có thụ thương nhưng chính là để nó cảm giác rất đau nguyệt ly đi tiêu viêm cũng tại lúc này nắm lấy thời cơ mở ra cầu nhãn lưu lại dự bị dịch truyền đại trận lúc này truyền âm cho tiêu nguyệt ly nhưng mà tiêu nguyệt ly thậm chí đều không có nhìn tiêu viêm một chút không lọt vào mắt tiêu viêm truyền âm mặc dù thực lực không quá đủ nhưng ta hôm nay sẽ định ngươi lập tức tiêu nguyệt ly một câu đem tiêu viêm đánh vào hầm băng bên trong này chỗ nào là biến thành người khác cơ bản thuộc về nửa điên trạng thái đệ nhị trọng thực lực đi giết đệ ngũ trọng mặc dù có cường đại luân hồi lực lượng cái kia cũng gần như là không thể nào hoàn thành sự tình nguyệt ly để ta tỉnh lại nàng cái kia cũng không cho ta nói rõ a à. làm sao tỉnh lại a à? chẳng lẽ đến hỏi trước mắt cái này nàng sao tiêu viêm cảm thấy mười phần xấu hổ hiện tại dịch chuyển đại trận mở ra phải người không nghe lời nguyệt ly chúng ta phải đi hiện tại không thể cùng nó ngạnh chiến tiêu viêm tiếp tục nếm thử truyền âm ồn ào tiêu nguyệt ly xoay đầu lại nhưng là móng hắn trong lúc nhất thời Tiêu Viêm không biết như thế nào cho phải, nhưng hắn biết trạng thái này Tiêu Nguyệt Ly hoàn toàn chính xác rất mạnh, chính là thiếu một phần lý trí. Chỉ là Tiêu Viêm muốn cưỡng ép mang đi nàng cũng căn bản không có khả năng. Tiêu Nguyệt Ly cũng tốt, vẫn là hư thiên thái nhất, hắn đều đánh không lại, căn bản không phải nói đối thủ. Lúc này Tiêu Viêm càng là hao hết mình khí huyết, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Không đợi Tiêu Viêm lại nói cái gì, Tiêu Nguyệt Ly thì là tiếp tục hướng phía hư thiên thái nhất ra tay, chỉ thấy Tiêu Nguyệt Ly thân hình hướng về phía trước phóng ra đồng thời vô số oan hồn hướng nàng bao phủ mà đến phảng phất cả viên hồng mông tinh linh hồn toàn bộ đều tương hướng nàng lúc này khí tức của nàng chính là bắt đầu tăng vọt ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có kiên nghị xem ra nhưng không phải là đang nói cười là thật muốn làm hư thiên thái nhất bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube hảo Tiger, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé ngược lại là có chút thủ đoạn chẳng qua tăng lên những lực lượng này liền vọng tưởng cùng bản vương địch nổi thật sự là ý nghĩ hão huyền hư thiên thái nhất khinh thường nói mặc dù trong miệng nói như vậy thậm chí tiêu nguyệt ly phát ra chấn động đều rất bình thường nhưng chẳng biết tại sao hư thiên thái nhất đang nhìn tiêu nguyệt ly thời điểm lại có một loại run sợ cảm giác kinh hãi quả nhiên là thần hy minh vương vậy mà đệ nhị trọng liền có như thế cảm giác áp bách nếu là thật sự đạt tới đệ tam trọng mở ra cửu nguyên có lẽ thật có thể cùng ta giao thủ một phen thắng bại không dám nói chẳng qua dưới mắt cái này cũng đã là cực hạn của nàng cơ hội như vậy vô luận như thế nào cũng nhất định phải đưa nàng triệt để xóa bỏ ở đây nếu không tương lai tất thành hoạn lớn biến thành thái hư trở ngại dù ta cũng không muốn thái hư thành công nếu là thành công đoạt được thần hy như vậy vương vị của hắn đem triệt để ngồi vững đồng thời thực lực đến lúc đó tăng thêm một bước ta liền càng không cơ hội hư thiên thái nhất ánh mắt lộ ra lấp lóe không yên tinh mang nội tâm làm lấy cái gì khó mà lựa chọn vấn đề hơi suy tư về sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến ánh mắt lộ ra thanh minh dường như làm ra quyết đoán tư nguyệt ly xuất thủ trước hóa thành hắc quang lướt về phía hư thiên thái nhất hồn chấn tiêu nguyệt ly một tiếng quát chói tai nó thanh âm truyền ra phẳng phất nháy mắt đem người linh hồn từ thân xác ở trong cho sinh sôi trấn khai nhìn xem thời khắc này tiêu nguyệt ly tiêu viêm không biết như thế nào cho phải bất luận thấy thế nào ngạnh chiến hư thiên thái nhất căn bản không có bất kỳ phần thắng nào mặc dù không phải thái hư vương nhưng cũng là thật sự đệ ngũ trọng thần chỉ bất hủ nhưng mình bây giờ đã không có dư thừa khí lực căn bản không có cách nào tái chiến đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy thiếu thốn khí huyết nguyên thần nhất tộc cố nhiên cường đại nhưng cũng không phải vô địch nhưng tổ cảnh nguyên thần cũng không phải là cực hạn đây là tiêu viêm bây giờ cực hạn tại tổ cảnh phía dưới vô cùng lớn nguyên thần thân thể cực hạn là 20 vạn trượng đồng thời kéo dài thời gian có hạn đối tự thân khí huyết tiêu hao càng là cực lớn tăng thêm liên tục thi triển đấu kỹ gần như để tiêu viêm không tiếp tục chiến khả năng tổ cảnh về sau nếu là có thể lại lên một tầng nữa đạt tới cổ thần như vậy thân xác lực lượng có lẽ liền có thể cùng nó một trận chiến chỉ là trong truyền thuyết cổ thần chỉ sợ do bản tôn được phá đến thần chi bất hủ còn muốn càng khó tiêu viêm cắn răng tình huống dưới mắt để hắn cảm thấy cực đoan cảm giác bất lực thậm chí tại ứng đối hư lâm cùng hư siêu lúc cũng là tại nguyệt ly giúp đỡ dưới nếu là lấy hắn tự thân chiến lược coi như có thể thắng cũng phải trả giá càng lớn đại giới tự thân càng sẽ gần như cực hạn di chuyển đại trận bán ra tia sáng rõ ràng là có cơ hội nhưng bây giờ tiêu nguyệt ly hoàn toàn không để ý tới hắn cũng là lệnh tiêu viêm có chút đau đầu mặc kệ tiêu nguyệt ly phải chăng có thể địch dưới mắt hắn chỉ có thể đem hết toàn lực bản tôn còn chưa nắm giữ quy tắc chi lực nhưng có hỏa diễm chi tâm lại bản thân tự mang lấy quy tắc chỉ là tiêu viêm thực lực trực tiếp quyết định bọn chúng độ mạnh giờ phút này tiêu viêm không thiếu hụt nhất chính là tài nguyên thái hư có thái hư thần thị mà tiêu viêm thì là có vạn linh ngọc hải đã không đi vậy liền lại cho hư thiên thái nhất một cái đại lễ tiêu viêm ánh mắt ngưng lại ầm vang ở giữa trong cơ thể hỏa diễm phun trào mà ra ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm phân biệt lơ lửng ở trước mặt của hắn nguyên bản bất tương dung hỏa diễm tại tiêu viêm cưỡng ép thủ đoạn phía dưới bắt đầu dung hợp một đóa tam sắc phật nộ hỏa liên rất nhanh liền bị tiêu viêm ngưng tụ mà ra nhưng chỉ này căn bản không đủ dạng này một đóa tam sắc phật nộ hỏa liên căn bản không đủ để dung chuyển hư thiên thái nhất một đóa không đủ liền mười đóa mười đóa không đủ liền trăm đóa tiêu viêm bây giờ không cách nào làm cho phật nộ hỏa liên uy lực lại lên một tầng nữa trừ phi bản tôn đột phá đến thần chi bất hủ nắm giữ quy tắc chi lực với sau phật nộ hỏa liên chắc chắn một lần nữa trở về hắn chủ lực đấu kỹ một trong hỏa diễm chi tâm lực lượng nếu là hoàn toàn giải phóng có thể vận dụng đến càng nhiều quy tắc như vậy uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết chỉ là hiện tại tiêu viêm ngưng tụ ra phật nộ hỏa liên uy lực mặc dù cũng rất cường hãn thậm chí có thể để cho đệ nhất trọng thần chi bất hủ đều muốn tránh lui ba thước nhưng bây giờ đối mặt chính là thái hư tiên vương hư thiên thái nhất đệ ngũ trọng thần chi bất hủ tư nguyệt ly trong miệng lời nói đế tâm càng làm cho hắn mê mang đối thần chi bất hủ tiêu viêm vẫn là cảm giác rất lạ lắm tiêu viêm hai tay bay múa liên tục không ngừng hỏa diễm phun trào mà ra tại nó bên cạnh hiển hiện một đóa lại một đóa tam sắc hỏa liên theo số lượng càng ngày càng nhiều một cỗ khí tức cường đại càng là lan tràn ra giữa không trung chiến đấu kỳ thực cũng không kịch liệt tiêu nguyệt ly đang không ngừng công kích nhưng hư thiên thái nhất liền lộ ra tùy ý rất nhiều mặc dù bộ dáng nghiêm túc nhưng dường như chỉ là đem tiêu nguyệt ly đánh lui từ đầu đến cuối chưa từng cho nàng một kích trí mạng tiêu viêm mặc dù tại ngưng tụ lấy tam sắc phật nộ hỏa liên cũng đang dùng dư quang đi xem hai người chiến đấu hư thiên thái nhất cái này lão quái lại không biết đang tính toán cái gì nguyệt ly thực lực tăng cường không ít rõ ràng đôi bên còn có tranh lệch cực lớn theo lý mà nói hoàn toàn có thể giải quyết thậm chí nói sớm tại tiên ma cổ giới liền cùng ta có quá đơn giản giao thủ hẳn là liền thân phận của ta hắn cũng đã sớm biết được tiêu viêm không khỏi hoài nghi hắn lấy huyết ảnh ngưng tụ mà ra lúc tiêu viêm thước còn có thủ đoạn đều có thi triển qua đồng thời khoảng cách thời gian rất ngắn rất khó để người không đi sinh ra liên hệ nhưng hư thiên thái nhất từ giáng lâm đến bây giờ khí diễm tăng vọt coi như đối tiêu viêm ra tay cũng không từng đi tới tử thủ một cái đệ ngũ trọng hắn muốn giết tiêu viêm phải nói là dễ như trở bàn tay thậm chí Nguyệt ly đều không đáng kể mà hắn cũng không có chẳng lẽ nói hắn cũng không muốn giết chúng ta cũng tịnh không phải là hắn nhân từ mà là không nghĩ để thái hư hiện tại vương thành công lý do này liền đủ để chứng minh phát sinh hết thảy nghĩ rõ ràng một cái chớp mắt tiêu viêm bỗng nhiên dừng lại bên cạnh trong bất trì bất giác đã có vài chục quả phật nộ hỏa liên ta phỏng đoán lập tức liền có thể nghiệm chứng như suy đoán là thật như vậy liền có thể chứng minh hư thiên thái nhất là đang diễn trò hắn biết được nguyệt ly thân phận thậm chí biết được ta hơi thông minh một chút, đương nhiên, cũng vô cùng có khả năng bởi vì Nguyệt Ly là minh vương, đối thái hư về sau đến nói, tất nhiên sẽ đối thái hư xâm lấn hình thành trở ngại, cho nên mới lưu thủ, tiêu viêm tâm niệm vừa động, chợt bên cạnh mười mấy đóa tam sắc Phật nộ hỏa liên, tản ra làm người sợ hãi chấn động, cùng bốn phía hư vô sao động, hướng phía hư thiên thái nhất vị trí bay đi, mười mấy đóa tam sắc Phật nộ hỏa liên tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, trong hư không càng là đón gió căng phồng lên, tiêu viêm thân hình cũng tại lúc này xông ra, cái này mười mấy đoá tam sắc phật nộ hòa liên một khi bạo tạc cho dù là ở trên không hồng mông tình cũng tất nhiên sẽ nhận tai họa cùng hư vô cũng có thể nhấp lên phòng bạo hư thiên thái nhất tuyệt không trốn tránh mà là trơ mắt nhìn bị hòa liên bao phủ trong đó tiêu viêm thì là dẫm lên cực lôi bàn tay rơi vào nguyệt ly trên bờ vai nguyệt ly mau tỉnh lại cha sắp không chịu được nữa nói tiêu viêm một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trắng bệch tiêu nguyệt ly toàn thân lập tức đột nhiên chấn động cái kia nàng lại trở về tiêu viêm không biết như thế nào tỉnh lại chỉ có thể dùng bực này khổ nhục kế, không nghĩ tới lại còn thật có hiệu quả. bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube hào tiger nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nguyệt Ly, người đã tỉnh, đi mau. Tiêu Viêm nhìn xem ánh mắt Nguyệt Ly khôi phục, trên mặt lạnh lùng tâm ý tiêu tán, tựa hồ lại hóa thành bộ dáng khả ái kia. Cha, không giết chết hắn sao? Mặc dù khôi phục, nhưng Ly Thần sắc lại tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Tiêu Viêm lôi kéo Tiêu Nguyệt Ly, lấy tốc độ nhanh nhất xông về dịch chuyển đại trận, nhưng mà đúng vào lúc này một cỗ cự lực lập tức bao phủ hai người như gặp phải trọng kích nhau nhao phun ra một ngụm lớn máu tươi nhục thân tiêu nguyệt ly gãy rất nhiều xương phun ra máu tươi lại càng sen lẫn nội tạng vỡ vụn nhục thân của tiêu viêm lại mạnh hơn một chút có thể lực lượng vô hình tại thời khắc cuối cùng xuyên thủng bộ ngực của hắn toàn bộ lồng ngực bị xuyên thủng xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn nếu là lấy khí huyết chi lực của tiêu viêm nồng hậu dày đặc lúc trước thương thế như vậy trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục lại có thêm một cây gai sắc phảng phất chui vào trong nhục thân của tiêu viêm lúc này không kịp đi quản, chỉ có thể cắn răng một cái, rời đi trước lại nói, mấy chục đóa tam sắc Phật nộ hỏa liên, giờ phút này nổ tung hình thành uy lực không gì sánh kịp, thậm chí đã đạt đến hoang cổ giai đỉnh cấp đấu kỹ uy lực, nhưng như cũ là trước khi rời đi, cũng muốn trọng thương hai người, thân hình cho dù lảo đảo, nhưng Tiêu Viêm vẫn là tại thời khắc sống còn, dưới sự trợ giúp của cực lôi bước vào trong dịch chuyển đại trận, mà đại trận sớm đã chuẩn bị xong lập tức quang mang rực rỡ, thân hình hai người trong nháy mắt vận vẹo biến mất trong hư vô trận pháp tại tiêu viêm cùng sau khi tiêu nguyệt ly rời đi chỉ thấy giữa biển lửa kia một thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra hỏa diễm bốn phía phảng phất đều bị ngăn cách bên ngoài tựa như tiêu viêm cái này mười mấy đóa tam sắc phật nộ hỏa liên cũng chưa từng tổn thương hắn chút nào thật sự là thật là khó diễn cuối cùng cũng đi thực lực của nữ tử kia rất mạnh bất quá cái nguyên thần này ngược lại cổ quái gặp ở tiên ma cổ giới cũng hẳn là hắn đi hắn không phải phân thân của chín sao hẳn căn bản cũng không phải là cái phân thân gì đó chính là bản tôn của chín trong mắt hư thiên thái nhất lộ ra tình mang cẩn thận suy tư về sao quả thực từ trong hắn phát hiện mánh khỏe, tựa hồ thấy thế nào đều giống như bản tôn mà không phải phân thân ha ha nếu thật là phân thân của chín đây chẳng phải là hắn một mực đang diễn kịch ta vốn cho rằng là tôn thượng làm sao có thể là một cái nguyên thần thật thú vị thú vị hư thiên thái nhất xoa cầm tự nhủ tựa hồ đối với biểu hiện của mình hết sức hài lòng từ vừa mới bắt đầu kỳ thật hắn vẫn đang ngụy trang thực tế hư thiên thái nhất thậm chí chỉ dùng chưa tới hai thành lực lượng của mình chỉ thấy bàn tay hắn cách không nắm chặt biển lửa vô tận kia lan tràn trong nháy mắt bị thu nạp hóa thành một cái hỏa cầu khoảng chừng lòng bàn tay vậy mà có ba loại quy tắc hỏa diễm bất đồng vẻn vẹn chỉ là nhục thần bất hủ bản thân vẫn là đế chi bất hủ có thể bộc phát ra chiến lược như vậy vẫn như cũ siêu nhiên nếu để cho hắn đột phá đến thần chi bất hủ có lẽ càng có hiệu quả ánh mắt hư thiên thái nhất biến ảo tựa hồ có kế hoạch gì Phụ vương, vì sao không giết bọn hắn? Thân hình của Hư Siêu hóa thành cầu vồng rơi đến trước mặt của Hư Thiên Thái Nhất, ôm quyền chắp tay nói, ngươi nhìn thấy. Vì phụ tận lực, ánh mắt Hư Thiên Thái Nhất băng lãnh, tựa hồ tên trước mắt này gọi Hán phụ hoàng, xa lạ căn bản cũng không giống hài tử của hắn, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Hư Thiên Thái Nhất hỏi, Hư Siêu nghe nói khóe miệng có chút co lại, phụ vương của chính mình lại không nhớ ra được tên của hài tử, phụ vương không nhớ ra cũng bình thường, dù sao có hơn ngàn hài tử, ta gọi Hư Siêu là mẫu thân đại nhân lấy cho ta, hư siêu cho dù trong nội tâm khó chịu, lại cũng không dám nhiều lời nửa câu. Dù sao thực lực của hư thiên thái nhất ở chỗ này bày biện, để ngũ trọng cảnh giới, hắn tranh lệch chỉ có bọn hắn biết được, ở dưới cảnh giới ngang hàng, chiến lực cũng chia đủ loại khác biệt, mà hư thiên thái nhất ở bên trong đệ ngũ trọng, chiến lực tất nhiên đã là hàng trước nhất tồn tại, đã từng thái hư tiên vương. Dù sao nắm giữ qua tài nguyên của thái hư, chiến lực hắn tự nhiên không cần nhiều lời, hạn chế hư thiên thái nhất thì là cảnh giới dừng lại bao nhiêu năm tháng để ngũ trọng cảnh giới nếu như hắn còn có thể tiến thêm một bước như vậy có thể đoạt lại vương vị thế nhưng tiến cận một bước này đã không phải hao phí cố gắng có thể để bù đắp liền như là tiêu viêm đột phá đến thần chi bất hủ tại thời điểm tự thân ở vào cái cảnh giới nào đó liền như là lồng giam hết thảy cũng cực hạn ở trong đó không cách nào nhìn rõ tự thân bên ngoài cho nên muốn đột phá cần thời cơ cùng tạo hóa cũng rất khó thu hoạch được nếu không hư thiên thái nhất cũng sẽ không dừng lại ở đây khi đi đến một bước này, đã là cái thế giới này cường đại nhất đỉnh tiêm tồn tại, cho nên từng bước một cũng sẽ trở nên gian nan, thậm chí rất khó tiếp tục lại hướng trước. Dừng lại tại đế chí bất hủ bức thứ 9 số lượng lại càng nhiều không kể xiết, cả đời đều không thể đột phá trí thần chi bất hủ, độ khó không cần nói cũng biết, lần này làm rất không tệ, bất quá hôm nay phát sinh sự tình hy vọng ngươi không cần nhiều lời, vi phụ dụng tâm lương khổ ngươi hẳn là minh bạch, ngàn vạn lần không thể nói cho lão nhị, nghe không ánh mắt của hư thiên thái nhất nghiêm túc nhìn xem hư siêu trên người hắn phát ra uy áp để cho hư siêu mồ hôi lạnh ứa ra lúc này liền là ôm quyền chắp tay vâng phụ thân đại nhân ừm môn công pháp này là trang mẫu nhiên đoạt được có lẽ có thể trợ giúp đến người tu luyện nói xong hư thiên thái nhất chính là đưa ra một cái ngọc giản đa tạ phụ thân đại nhân ban thưởng hư siêu lập tức kích động không thôi tiếp nhận ngọc giản tốt theo vi phụ trở về hư thiên thái nhất gật gật đầu tại hư thiên thái nhất xoay người sang chỗ khác hóa thành cầu vồng dẫn đầu lướt vào hư thần hào trong nháy mắt rời đi trên mặt hư siêu biểu lộ lập tức cứng lại rồi về phần bóc ngọc giàn trong tay thì là mười phần ghét bỏ nam ngón tay thoáng dùng sức lúc này liền đem nó bóc thành bột mịn vừa rồi theo đuổi hư thiên thái nhất tiến vào trong hư thần hào về phần hồng mông tinh còn dư lại thái hư chiến sĩ toàn bộ cũng tràn vào bên trong hư thần hào còn có các cường giả của thần hy bị giam giữ cũng không bị mang đi mà là trước khi thái hư rời đi toàn bộ bị mạt sát sau một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là một mạng lớn thi hài máu chảy thành sông vô số oan hồn xoay quanh, thật lâu không tiêu tan, Thái Hư thậm chí đều kinh thường lấy đi những linh hồn này, sau này còn giữ làm gì, mấy chục đạo trùng sáng gào thét ra, nhưng sau khi ngưng tụ thành công một đạo, sau đó xuyên tới, chỉ chốc lát sau, hồng mông tinh hoàn toàn u ám, trong đó vô số vết nứt lan tràn ra, ầm ầm, một ngôi sao hủy diệt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hư không xung quanh, lại càng sẽ dẫn tới hư vô hình thành phong bạo, càn quét nơi này, phốc phốc, trên khoảng ngôi sao trắng như tuyết nào đó trong này gió tuyết đầy trời quang mang rực rỡ hai thân ảnh lào đảo xuất hiện vừa mới hiện thân chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi đem tuyết trắng nộn đỏ cha ngươi không sao chứ tư nguyệt ly quan tâm nói có thể nàng sau khi vừa nói ra sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệch nàng đựa hồ cũng không tốt hơn chút nào so với tiêu viêm đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều